Thưa quý vị, nhắc đến Sapa, ngoài những địa danh du lịch nổi tiếng của địa phương này, người ta còn thường nhớ đến tác phẩm Lặng lẽ Sapa của nhà văn Nguyễn Thành Long, kể về câu chuyện của những người kỹ sư làm trong lĩnh vực khí tượng và vật lý địa cầu thời bây giờ trên dãy Hoàng Liên Sơn. Ngày nay đến với Sapa, chúng tôi lại có duyên gặp gỡ với những kỹ sư canh trời ở trạm khí tượng Sapa để cùng lắng nghe câu chuyện của họ về những công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng lại hết sức quan trọng này. Một ngày làm việc của các quan trắc viên ở trạm khí tượng Sapa thường được bắt đầu theo ca ốp. Một ngày có 8 ốp, bắt đầu từ 13 giờ, cứ 3 tiếng một ốp đến 10 giờ sáng ngày hôm sau. Anh Hoàng Duy Hậu đã gắn bó với trạm khí tượng được 12 năm. Công việc chính của anh là thu thập thông tin, số liệu về các yếu tố như nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm, được mã hóa và chuyển điện gửi về Tổng cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia để thông báo kịp thời những biến đổi của thời tiết nhằm đưa ra dự báo nhanh chóng và chính xác nhất tới người dân. Thường là nếu mà mình đưa bản tin kịp thời thì sẽ có những cái đề phòng hoặc là khắc phục trước cho với bà con để họ biết được, để họ có những phương án để khắc phục hơn ạ. Mình làm ở đây 12 năm rồi thì tình yêu đối với công việc này thì nó được vun đúc theo những năm tháng đấy. Mong muốn là mình sẽ cống hiến để lấy những cái thông tin hữu ích về cho bà con. Cái công việc nó cảm thấy hàng ngày nó không thấy nhàm chán và cũng có nhiều niềm vui vì đã góp phần phục vụ được cho người dân ở trên địa bàn thị xã Sapa và góp phần nhỏ bé của mình ở trong những cái bản tin dự báo thời tiết. Mình đã chọn công việc này thì dù có vất vả, khó khăn hay là dù có như thế nào đi nữa thì mình cũng phải hoàn thành công việc, cũng phải lấy số liệu kịp thời, đúng giờ. Ở trạm khí tượng Sapa, mỗi ca làm chỉ có một người. Vì thế những ngày đầu lên trạm, thường mọi người sẽ cảm thấy rất cô đơn. Thế nhưng, qua thời gian công tác và sự hỗ trợ của các đồng nghiệp cùng với điều kiện làm việc ngày càng được cải thiện, thì nỗi nhớ nhà hay thậm chí là cả những khó khăn vất vả trong những ca trực đêm cũng đã trở thành động lực cho các quan trắc viên trên trạm. Công việc này cũng bình thường thôi, không đến mức là khác xa quá so với tưởng tượng ban đầu, tại vì trước khi đi làm công việc này mình cũng đã tìm hiểu qua rồi. Và lên đây thì bây giờ thì điều kiện mọi thứ thì nó cũng tốt hơn ngày xưa, thì nên là cũng không cảm thấy cô đơn. Từ hồi bé là đã thích là đọc cái tác phẩm là Lặng lẽ Sapa ấy, là thích là ôi sau này mình đi làm mình phải nhất định phải lên đây, mình thích lắm, mình thích cái thời tiết, cái khí hậu ở trên này nữa. Ngày trước đọc tác phẩm đấy là người ta hay nói là ở trên quả đồi xa khu dân cư là ở có một mình thôi, nhưng mà khi lên đây thì cảm giác là không đáng sợ như là mình từng nghĩ là tại vì ở trên này bây giờ là thời tiết thì cũng không khắc nghiệt như ngày xưa, cũng gần khu dân cư hết rồi, nên bây giờ đang phát triển ngành du lịch nên cũng đông đúc người qua lại. Mỗi ngành mỗi nghề đều có ý nghĩa khác nhau, như mình thì mình cảm thấy mình yêu công việc này. Trạm khí tượng Sapa thuộc Đài khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc. Tiền thân là trạm khí tượng Hoàng Liên Sơn, được nhắc đến trong tác phẩm Lặng lẽ Sapa. Sau này được rời về đỉnh Yên Sơn, gần trung tâm thị xã. Công việc của các quan trắc viên trên trạm hàng ngày vẫn diễn ra như thế. Lặng lẽ nhưng lại tỉ mỉ, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao. Và những người kỹ sư canh trời ấy vẫn ngày đêm miệt mài cống hiến, đưa đến cho bà con những thông tin thời tiết kịp thời mỗi ngày. Sáng ngày 24 tháng 9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 6 và đội công binh số 3 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và khu vực Abyei. Dự lễ có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đại diện bộ, ngành, cơ quan trung ương và các đối tác quốc tế. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu động viên cán bộ, chiến sĩ của hai đơn vị trước khi lên đường, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam trong hơn 10 năm qua, khẳng định đây là một điểm sáng về đối ngoại đa phương của Đảng, Nhà nước
Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam, qua đó thể hiện trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế, góp phần ứng phó với các thách thức truyền thống và phi truyền thống trong khu vực và trên thế giới. Phó Chủ tịch nước cho biết, Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng, tự hào và vinh danh những kết quả đã đạt được của các lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam. Trong đó có các đội bệnh viện dã chiến cấp 2 và đội công binh. Trước tình hình xung đột, bất ổn của thế giới, Việt Nam luôn thể hiện vai trò tích cực và có trách nhiệm, sẵn sàng tham gia vào các nỗ lực vì hòa bình, ổn định và an ninh trên thế giới. Điều này đã được minh chứng qua những đóng góp thực chất và hiệu quả của Việt Nam đối với các cam kết, các hoạt động có ý nghĩa để thực hiện những mục tiêu chung của Liên Hiệp Quốc. Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 có quân số chính thức 63 đồng chí, đã được huấn luyện đầy đủ về chính trị, quân sự, hậu cần kỹ thuật, chuyên môn y tế, kiến thức gìn giữ hòa bình, nhất là huấn luyện thực hành, sát với diễn biến tình hình và nhiệm vụ tại phái bộ, huấn luyện tiếng Anh và một số nội dung chuyên sâu về gìn giữ hòa bình như cấp cứu, chấn thương quốc tế, vận chuyển y tế đường không, phòng chống bạo lực tình dục, nhận biết vật liệu nổ, đáp ứng đầy đủ tiêu chí của Liên Hợp Quốc và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Cùng xuất quân đợt này có đội công binh số 3 thuộc Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam với quân số chính thức 184 đồng chí, trong đó có 18 nữ quân nhân. Đội công binh số 3 đã được huấn luyện chuyên ngành, ngoại ngữ, huấn luyện về y tế, đảm bảo hậu cần, kỹ thuật, tổ chức hợp luyện vận hành đội công binh sát với tình hình địa bàn và nhiệm vụ được phái bộ giao trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội công binh số 2. Ngày 23 tháng 9, tại trụ sở của Bộ, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã tiếp Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg, Kaganov. Bày tỏ vui mừng được gặp lại ông Kaganov, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, thời gian qua hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc giữa hai nước diễn ra sôi động ở các cấp và trên nhiều kênh, đặc biệt đánh giá cao hợp tác địa phương giữa Việt Nam và Nga. Nhấn mạnh Saint Petersburg là một trong những địa phương tiêu biểu của Nga có hợp tác chặt chẽ và phong phú với các địa phương của Việt Nam, đặc biệt với thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, tỉnh Khánh Hòa, đồng thời cảm ơn Ủy ban Đối ngoại và chính quyền thành phố trong việc phối hợp chặt chẽ và tổ chức thành công các đoàn Việt Nam đến thăm và làm việc tại Saint Petersburg. Về phần mình, khẳng định chính quyền Saint Petersburg rất coi trọng quan hệ với Việt Nam nói chung, hợp tác với từng địa phương đã kết nghĩa hợp tác nói riêng. Hàng năm, thành phố đều tổ chức hàng trăm hoạt động về Việt Nam và liên quan đến quan hệ hai nước. Ngày 23 tháng 9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức lễ tiếp nhận nguồn hỗ trợ khẩn cấp 100.000 đô la Mỹ từ Đại sứ quán Trung Quốc. Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc trợ giúp nhân dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi bão số 3 và hoàn lưu sau bão. Theo đó, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ đã thay mặt nhân dân Trung Quốc gửi lời thăm hỏi chân thành tới nhân dân chịu thiệt hại do cơn bão số 3 tại Việt Nam, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân thiệt mạng trong đợt mưa lũ vừa qua. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa chia sẻ, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai hội ở cấp quốc gia và các tỉnh hội có cùng biên giới. Các hoạt động bao gồm tập trung tăng cường trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, công tác xã hội. Thưa quý vị, sau 2 tuần mưa lũ lịch sử xảy ra, toàn tỉnh Lào Cai hiện còn rất nhiều điểm giao thông bị ách tắc, đi lại khó khăn trên các tuyến đường. Để giao thông thông suốt, ngoài nỗ lực quyết tâm của địa phương, còn có sự chia sẻ của nhiều tình nguyện viên. Tuyến đường Trịnh Tường, Y Tý, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai với hàng chục điểm sạt lở, khối lượng đất đá sạt trượt lớn. Để sớm thông đường, trung bình một chiếc máy xúc phải làm việc từ 10 cho tới 12 giờ và cần gần 300 lít dầu. Thế nhưng toàn bộ nhiên liệu đều được vận chuyển bằng xe máy và vác bộ trên tinh thần tình nguyện, tất cả vì nhân dân vùng lũ. Xe máy chở từ ngoài Trịnh Tường vào, ấy xong đến chỗ tắc đường này là lại phải vác bộ đi vào khoảng 4 cây số mới đến nơi chỗ máy làm được. Hầu như ngày nào cũng phải 2-3 lần vác này thì mới đủ một cái máy ở cái điểm sung yếu. Trong điều kiện hầu hết các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường lên xã đều bị sạt lở, dù đã huy động toàn bộ lực lượng, máy móc, nguồn lực, nhưng ngành giao thông tỉnh Lào Cai rất khó đảm bảo tiến độ thông tuyến trong thời gian sớm nhất. Trước nhu cầu cấp bách đó, Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam đã hỗ trợ tỉnh Lào Cai 5 máy xúc hạng nặng để mở các tuyến đường huyết mạch, tập trung thi công tại hai huyện Bảo Yên và Bát Sát. Thì gặp những chỗ nào sạt là mở tuyến ra để cho dân đi lại.
và để lưu thông hàng hóa rồi cứu trợ vào trong. Còn khối lượng sạt thì rất là lớn, rất là nhiều, bởi vì khi đi đến đâu là bọn em mở đến đấy. Dù trải qua một chặng đường vận chuyển khó khăn, nhưng những chiếc máy xúc đã có mặt tại các điểm sạt lở từ ngày 14 tháng 9 để khơi thông các tuyến đường. Toàn bộ chi phí máy móc, nhân công, dầu máy đều do câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp doanh nhân trẻ Việt Nam hỗ trợ 100%. Vì cái địa hình giao thông nó chia cắt và cái việc máy những cái máy xúc hạng nặng là phải di chuyển bằng những cái xe phò rất là lớn, di chuyển từ Hà Nội và những cái vùng lân cận lên, nên là cái việc rất là khó khăn và anh em là phải di chuyển ngay cả trong đêm. Anh em lái máy là đôi khi là để đạt được cái tiến độ là phải làm đến 11, 12, thậm chí là có nơi làm đến 13 tiếng để mở đường, mà cũng với cái mong muốn lớn nhất là khắc phục lại cái tình trạng giao thông để giúp cho đồng bào bà con là tiếp cận được với cái những cái đoàn thiện nguyện để có lương thực để phục vụ cho cái nhu cầu cuộc sống hàng ngày. Với sự hỗ trợ đắc lực của những chiếc máy xúc tình nguyện, sau một tuần đã có nhiều tuyến đường được khơi thông đến các xã, thôn bản bị cô lập của tỉnh Lào Cai. Giao thông nối lại đã tạo thuận lợi cho việc cứu trợ, khắc phục thiên tai, ổn định đời sống của nhân dân vùng lũ. Ngày 23 tháng 9 tại Hà Nội, báo Nhân dân đã công bố giải thưởng Hành động vì cộng đồng Human Uprising mùa thứ 2 2024. Đây là giải thưởng cấp quốc gia được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức có những đóng góp tích cực cho xã hội thông qua những sáng kiến, dự án cộng đồng uy tín, tạo ra tác động lâu dài và bền vững. Năm nay với chủ đề Cộng đồng kiến tạo sẽ tiếp tục tìm kiếm, vinh danh tinh thần sẵn sàng cống hiến và sự dấn thân của những cá nhân, tổ chức trên khắp mọi miền đất nước. Họ là những con người không phân biệt tuổi tác, địa vị hay vị trí địa lý, không ngần ngại đảm nhận sứ mệnh xây dựng một cộng đồng tốt đẹp và thịnh vượng hơn. Cổng thông tin đề cử cho giải thưởng Human Uprising 2024 đã chính thức mở từ ngày 23 tháng 9. Ban tổ chức cũng hy vọng sẽ nhận được sự đề cử từ khắp các tỉnh thành để cùng nhau tạo ra những tác động lớn lao và tích cực cho cộng đồng. Ngày 22 tháng 9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức giải quần vợt hữu nghị năm 2024. Đây là một trong những sự kiện chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô và 25 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là thành phố vì hòa bình. Giải quần vợt hữu nghị là giải đấu thường niên với sự tham gia của các cán bộ ngoại giao nước ngoài đang công tác tại Hà Nội. Sự kiện tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu giữa các cán bộ ngành văn hóa thể thao và ngành đối ngoại nhân dân của thủ đô, qua đó góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân thủ đô Hà Nội với bạn bè quốc tế. Giải gồm các nội dung đơn nam, đôi nam nữ của các tay vợt không chuyên đến từ Sở Văn hóa và Thể thao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cùng các hội hữu nghị thành viên, các đại sứ quán và các tổ chức quốc tế như Australia, Israel, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Pháp, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, Cộng đồng người Philippines tại Hà Nội, các hội hữu nghị Việt Anh, Việt Nam Cuba, Việt Nga, Việt Nhật, Việt Nam Palestine, Việt Nam Trung Quốc và Hiệp hội UNESCO Hà Nội. Không chỉ thúc đẩy tinh thần thể thao, giải quần vợt hữu nghị còn giúp cho bạn bè quốc tế thêm yêu và gắn bó với Hà Nội, góp phần tăng cường hợp tác hữu nghị giữa thành phố Hà Nội với đại sứ quán các nước và các tổ chức quốc tế trên địa bàn thành phố. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay 100% trường mầm non và phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã bố trí nhân viên phụ trách công tác y tế trường học. Trong đó, 76,68% trường có nhân viên y tế có chuyên môn y tế, gồm 46,14% nhân viên y tế có trình độ bác sĩ, trung cấp y sĩ và 28,54% nhân viên y tế có trình độ điều dưỡng, dược sĩ, hộ sinh, kỹ thuật viên. Năm học 2024-2025, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu trường học vì lý do khách quan chưa tuyển được nhân viên y tế chuyên trách phải phân công nhân viên kiêm nhiệm làm đầu mối theo dõi công tác y tế trường học, đồng thời ký hợp đồng với cơ sở y tế, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn để triển khai công tác y tế trường học. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Việt Nam và Thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.